Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tony. Đầu xuân năm mới chúc mọi người luôn khỏe mạnh, hạnh phúc bên gia đình và đón một năm mới an lành, tràn ngập hạnh phúc cùng với cả gia đình bạn bè nhé. Hôm nay mình quay trở lại với game Forbid PUBG Mobile Trung Quốc để làm clip cho mọi người xem. Ở bên này là có sự kiện Tết mà nhìn khá là đẹp. Đấy, đây là phòng chờ này, được trang trí với bố cục về Tết, đèn lồng các thứ này, khá là đẹp, lại pháo hoa. Mấy hôm dạo gần đây thì mình khá là bận sắm sửa Tết rồi. Nói chung là Tết thì ai cũng bận mà. Đấy, dành thời gian bên gia đình nên mình cũng không có nhiều clip bình luận cho mọi người xem, chỉ có những clip giải trí được mình chuẩn bị từ trước thôi. Phi cơ hẳn quay trở chỉ phi rồi. Các vị thợ trọng binh, xin chuẩn bị. Chúc mừng năm mới nhá. Hôm nay mình đi cùng với cả cô người yêu đi khám phá cái event, cái sự kiện ở trong cái map này. Đây này. Ở khu vực cảng thì có một cái nhà 2 tầng này, mình sẽ có một cái gọi là bàn ăn. Đấy, mình có thể ngồi vào bàn ăn các thứ xong rồi ăn cơm cơ. Đợi tí mình phải chuẩn bị sẵn khẩu súng. Nhưng thằng nào nó cũng ngồi vào ăn thì mình phải bắn. Ăn cơm này. Đấy, nhìn trông rất là hay. Uống nước này. Đấy, sau khi thực hiện xong thì nó sẽ phun ra vật phẩm để cho mình có thể nhặt. Có một thằng ở trước mặt mình này. Đó, đây này. Úi dồi ôi, lâu lắm rồi mình tap SS cho các thứ. Cảm giác khá là nhanh. Nay có mấy team nhảy xuống đây mà. Hôm nay mình đi cùng cả Miu, cùng cả cô người yêu. Úi dồi ôi, một thằng nữa này. Rồi, chết rồi. Ôi, không tap gì nhở. Không tap mấy khẩu súng này nhìn, nghe có vẻ thích phết đấy. Hôm nay trang bị full set đỏ, tựa như pháo hoa luôn. Nếu mà trong năm nay, nếu mà không bị ảnh hưởng bởi dịch mà thuận lợi thì mình cả Miu sẽ về chung một nhà đấy anh em ạ. Đây, tiếng súng bắn ra đây mà. Có một thằng đang chạy này. May quá, may mà nó lốc cho. Nó núp sau bờ rào rồi. Có một thằng ở đây mà không thấy đâu rồi. Đâu ta? Đây rồi. Trời ơi, nó ngồi ị thằng cụ ở đây. Tìm mắt thấy không? Có phần đội nó đây. Trong nhà này. Úi dồi, tí chết anh em ơi, mày quá. Có một thằng ở đây. Úi, bỏ mẹ không bơm máu kịp. Bơm máu kịp rồi nhưng mà vẫn bị nó cấu cho tí máu ấy. Nó bắt đầu xông vào. Có này, tao đã không có máu rồi. Bình tĩnh thôi. Mình không có máu không thể đấu trực tiếp được. Giờ phải chơi cái bài mẹo mẹo. Chơi cái bài gọi là chạy cối. À quên, cái bộ trang phục này là bộ trang phục được tặng free nhá. Đấy, cả nam cả nữ đều có mặc dù là một bộ nhưng mà cả nam cả nữ mỗi khi mặc vào là đều sẽ có một cái hình dáng riêng của nó. Đây này, đến bao giờ các phiên bản khác nó mới tặng được cho bộ đồ đẹp như này nhở? Free luôn đấy. Có tiếng súng của Minta, giờ mình sẽ xong vào Minta xem không. Đau khổ này này. Okay, mình sẽ đô đây rồi. Cay chết mặt em này. Đâu. Cái chỗ mày bỏ rào chứ mà. À đây rồi, mày quá, mình vẫn còn quả bom này. Thằng này nó cũng ném bom luôn anh em ạ, nhưng mà khả năng là nó dễ chết hơn. Bởi vì mình biết vị trí của nó, còn nó không biết vị trí của mình. Rồi sau. Còn đồng đội không em ơi? Chẳng lẽ em ở đây mình à? Hơi sai. Còn bò của nó nữa. Đến bao giờ bản quốc tế các phiên bản khác nó mới tặng cho một bộ đồ nó đẹp giống kiểu như này. Nó tặng cho một bộ đồ mà miễn phí lại còn đẹp đẹp kiểu như này. Để đâu ra nhỉ? Chắc không có đâu anh em ạ. Ở phía trên đỉnh trường học có này. Một thằng à? Hai thằng. Ba thằng à? Hai boss. Đây là có xe. Ít nhất là có hai thằng đây rồi. Trên tầng. Nhanh. Nó đang bắn nhau sao ấy. Đây. Một em. Úi dồi ôi, tại sao một nút bắn nó đã tự bắn. Đằng sau này chưa đâu. Bạn ơi, tớ cho bạn chết luôn. Còn một thằng ở dưới chân nữa. Nghe tiếng chân này.
lên đi, lên đi, lên đi baby. Đây rồi, rồi xong tiệm này có mỗi 3 thằng rồi, may quá, dám bắn mìu của anh nhỉ. Con này con sẽ test là này. À con Bucky này, cái skin mới của con Bucky này. Hồi xưa cái hồi chắc là ra cách đây tầm mấy tháng hay sao ấy, 1 tháng thì phải, mình nghĩ thế, nhưng mà không phải là lâu lắm đâu. Lúc đấy mình định mượn ác để làm clip cho mọi người xem về cái skin của xe Bucky này, nhưng mà quên ấy. Ôi dồi ôi, quá ngầu anh em ạ, skin xe Bucky phải nói phiên bản Trung Quốc là không bao giờ làm ta thất vọng, chất nhở. Thứ nhất là nghe cái tiếng nó đã êm rồi, thứ hai là được cái hiệu ứng cháy nửa đằng sau nữa, khá đẹp, chất nó tuyệt vời luôn, xịn vai trường. Bản quốc tế chắc là bản quốc tế rồi, vì là game các kiểu mình nghĩ là không bao giờ có, hoặc nếu mà có thì còn lâu anh em ạ, chứ còn bên bản Trung Quốc thì ra cái kiểu như này lâu lắm rồi, đổi xe rồi sau này có khi nó còn ra cả Lamborghini, mình như thế. Thánh ơi, thánh thôi em ơi. Rồi, lên xe. Úi, chạy đi ơi. Chạy, chạy đi em ơi. Rồi, xong. Ai không cứu kịp rồi. Tí quá, mất cái xe của mình rồi. Tim. À, mình tìm nó ra đây rồi. Trên đây mình đang là khẩu M7-2X3. Rồi, mày chết này, cái tội à. Bắn người yêu tao này. Nằm giữa đồng đi em. Tao cho chúng mày chết luôn. Rồi, giờ đem khói chạy đằng sau thôi, chứ mình ở đây là không được rồi. Rồi, mình đã kịp chạy đằng sau rồi. Phản rất là kịp. Rồi đây mình đang cầm X3, bắn nó hơi khó chịu tí. Thế ra có X6 ấy, bắn 1.62 sẽ ngon hơn. Nè, mày làm đây đúng không? Hai viên rồi. Hai viên, thằng ấy trúng hai viên đấy. Mày bắn nè. Lầm mè. Này này thì bắn người yêu tao này. Úi dồi ôi, sấy mù hết con mắt anh em ơi. Rồi nó trúng 1-2 viên rồi đấy. Rồi mình đã kịp đi vòng kịp đến chiếc xe xong công. Cái thằng cuối cùng thì nó đã chạy vào đây rồi em ạ. Mình vừa nhìn thấy nó chạy trên cái bể bơi này. Ôi số ôi, có bom xịt rồi. Có một team khác tới à? Đi xe máy à? Đi xe máy 3 chỗ sao ấy? Ui đông đấy. 2-3 thằng thì phải. Cái thằng ấy trên này thì mình không biết là ở đâu rồi, chạy đổi. Ui dồi ôi. Ui trời ơi, cắm mình luôn. Giật cả là mình luôn anh em ạ. Trốn kỹ thế. Rồi cái team đi xe máy thì không biết nó chạy đâu anh em ạ. Mình đẩy ra chỗ này nhưng mà không biết nó bắn đâu hết đấy. Mình phải thay mini rồi, chứ còn 1.762 mình đã gần hết đạn này. Ô, tìm trước này. Ui, phí thế nhờ, một viên nữa thằng này đâu. Này thì chết đi em ơi. Rồi xong, tìm đấy, mình bắn một, còn tí tìm ở chỗ chung cư bắn một. Có 2 thằng. Lấy xe đẩy chung cư anh em ơi. Hồi khoai đấy, mình cũng chả biết ở chỗ này có mấy thằng nữa. Tầm 4 thằng trên đầu. Trên đầu. Ui, mình vừa nghe tiếng ốp anh em ạ. Phán nhanh vào nhà không, ốp nó cho viên bay đầu. Mình nghe thấy tiếng nó. Nhìn như chỗ cầu thang thì phải. À, không phải. Nó vẫn ở trên. Vẫn ở trên anh em ạ. Ok. Sơi thêm bom nhá. Sơi thêm bom nhé bạn ơi. May cho mày đấy. Nó cũng ném bom này. Này thì cũng ném bom này. May quá. Đi vào sớm thêm tí nữa là mình bay bởi bom của nó đấy. Ra nhặt đạn. Vẫn còn một team, 2 team ở phía trên đồi bắn nhau nữa. Ui dồi ôi, tha hồ đạn. Thoải mái đạn rồi. Đi xuống đây xem nào. À,
hai con vợ đang làm này, hai con vợ đang làm anh em ạ. Cả được không, cả được không, cả được không. Trời ơi, bắn nó như thế rồi mà nó vẫn không bị gạt kìa. Yếu lắm rồi ấy. Rồi, xong một thằng bị gạt rồi. Còn một thằng nữa. Khốn phết đấy. Chạy vào đi các bạn. Chạy vào đi. Bạn bay với chúng tôi à? Định làm sinh nhân à? Ok, tao chơi hết mình cả chúng mày luôn. Xông ra có một 72 bắn. M762 cốp 6. Còn một thằng nữa, còn một thằng nữa. Bạn chạy thế nào được? Ngoài bo thì các bạn phải ngoài bo thì các bạn cứ xác định là chết đi. Ngoài bo anh em ạ. Lấy xe chạy vô bo nhanh hơn kịp, không là mình chết đấy. Mình còn ít máu nữa. Thính được. Rồi, cái tòa chung cư này thì xem nào. Nó trong bo ngon này. Nó lại còn cao nữa, có thể cam được. À, đây này. Rồi, xong một em. Vẫn bị nốc. Ở chỗ nhà vệ sinh có hai thằng. Thì chưa. Đúng rồi. Có hai thằng em ạ. Còn mong là bo về mình. Bo về mình thì mình chắc chắn sẽ thắng. Chứ còn bo mà về nó là hơi toang đấy. Xem nào. Mình thử đi xuống thôi. Đổi vị trí. Chứ không đứng mỗi vị trí là nó biết mình là ok đấy. Ui trời ơi. Ốp anh em ơi. Nó lại gì nhờ. Bo nó lại về kia. Thế nó mới nhục chứ lị. Mình không có khói nữa. Má ơi. Rồi tầm này hai con vợ này núp hết trong nhà vệ sinh rồi. Có một thằng nó mặc bộ đồ khỉ. Đó, mặc bộ. Mình đã phải tháo bộ quần áo ra để cho đỡ kiểu như đỡ bị phát hiện này. Hai thằng kia, cả hai thằng đều mặc bộ đồ khỉ anh em ạ. Đây, không có thằng đang làm này, đang bò. Mày thì bò với chúng tôi này. Tầm gần chứ còn tầm xa nhìn rõ ngay. Tầm xa thì khỉ nó vẫn chỉ có một màu đen thôi. Ui, bom 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 bom. Phắn. À, đây thêm con khỉ này. Cái này thì khỉ đỏ vì rắn hổ mang chúa này. Hơi bị nhầm đấy nhá. Kết mọi người xem clip nhé, đừng quên like, đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Bye bye.